Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, hiện nay trên sông Lô, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đang diễn ra hoạt động khai thác cát tràn lan, khiến diện tích đất canh tác nông nghiệp hai bên bờ sông nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng. Điều đáng nói, từ năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ra quy định cấm tất cả các phương tiện khai thác cát bằng phương pháp dùng tàu quốc. Thế nhưng, dọc tuyến sông Lô, rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp được tỉnh Tuyên Quang cấp mỏ khai thác đều dùng những phương tiện này. Tiêu biểu có thể kể đến như Công ty Cổ phần Công nghiệp Tân Hà. Theo tìm hiểu của phóng viên, trên sông Lô, đoạn chảy qua xóm 9, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tân Hà được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cấp giấy phép khai thác cát, sỏi bằng phương pháp lộ thiên số 51 GP-UBND. Tại giấy phép này, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tân Hà được khai thác với công suất là 22.000 mét khối một năm. Công ty Cổ phần Công nghiệp Tân Hà chỉ được sử dụng phương tiện cho hoạt động khai thác là tàu hút. Trái ngược với giấy phép được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cấp, doanh nghiệp này ngang nhiên sử dụng tàu quốc có công suất lớn để khai thác cát, sỏi, bất chấp lệnh cấm từ các cơ quan chức năng. Theo tìm hiểu của phóng viên, vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, các cơ quan chức năng huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện một tàu hút chưa có hồ sơ đăng ký, đăng kiểm đang khai thác cát, sỏi trái phép với khối lượng 70 mét khối tại vị trí mỏ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tân Hà. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang xử lý theo thẩm quyền. Công ty Cổ phần Công nghiệp Tân Hà, người ta khai thác thì cũng như nội dung phản ánh, thì huyện đã cử một đoàn liên ngành xuống đấy làm việc, gọi công ty, lãnh đạo công ty và các cơ quan chuyên môn của huyện, cả công an huyện, xã làm việc kiểm tra thực địa, thống nhất và yêu cầu là các cái nội dung vi phạm của công ty là nếu như vi phạm thì sẽ đề nghị tỉnh là tước giấy phép và chấm dứt hoạt động. Thì cái này cũng phải tầm nửa tháng này làm việc vài lần ở với công ty rồi. Trước những hoạt động khai thác cát, sỏi tràn lan trên sông Lô, đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cũng như tìm hiểu nhằm làm rõ những hành vi khai thác bằng tàu quốc mà được các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cấm trước đó, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã liên hệ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, nhưng đã gần một tháng trôi qua, dù đã rất cố gắng liên hệ, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía sở này. Có thể nói, việc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời gian, trì hoãn cung cấp thông tin là đang đi ngược lại với Nghị định 09 của Chính phủ, quy định chi tiết về việc phát ngôn, cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước. Dư luận càng đặt ra câu hỏi về việc liệu có hay không những góc khuất trong việc quản lý tài nguyên, khoáng sản ở Tuyên Quang gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân. Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.